Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thực hiện kết luận này, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã và đang tập trung triển khai đợt sinh hoạt chính trị lớn với chủ đề tự soi, tự sửa. Qua đây nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm rõ được các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đề nghị các đồng chí nếu được cái nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và có tác dụng của chuyên đề đối với bản thân, đối với chi bộ, đối với tổ nhóm chuyên đề. Đây là buổi sinh hoạt chuyên đề tự soi tự sửa của chi bộ khoa học xã hội thuộc Đảng bộ trường Trung học phổ thông Thanh Trường Bà. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ vừa thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong chuyên môn, vừa tự nhận rõ những khuyết điểm trong tác phong, lối sống hàng ngày. Không những là đảng viên, tất cả giáo viên đều phải hiểu được cái việc tự soi, tự sửa là công việc hàng ngày đối với mỗi cán bộ đảng viên và giáo viên. Đặc biệt đó là trong cái tấm gương về đạo đức lối sống, về phong cách làm việc, về hiệu quả công tác thì chúng ta cần phải luôn luôn để cố gắng, để phấn đấu. Sau hơn 2 tháng vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề tự soi tự sửa tại chi bộ xóm Phú Cường, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, những hạn chế như đảng viên hay đi họp chậm, tham gia họp không đầy đủ đã dần được khắc phục. Việc chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội như nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên đã được quan tâm hơn. Các đồng chí là cũng thấy rõ trách nhiệm và cũng nêu cao cái tự soi tự sửa của mình. Công tác đi họp hồi chậm thì cũng đã được đi đầy đủ hơn. Đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề tự soi tự sửa theo tinh thần kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 đã và đang được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn Nghệ An triển khai nghiêm túc. Bên cạnh nội dung ngăn chặn, đẩy lùi, các cấp ủy, tổ chức đảng còn bổ sung làm rõ một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, về cơ chế chính sách, về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Và việc triển khai sớm đồng thời là có một cái chương trình kế hoạch ra soát, đôn đốc, đánh giá trên cơ sở là phân loại các tổ chức đảng theo loại hình và mỗi tổ chức đảng triển khai cái nhiệm vụ này mang tính hiệu quả hơn. Và đến nay thì như vậy 100% tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đã triển khai xong cái việc là tự soi tự sửa, là phải biến cái cuộc sinh hoạt này ấy thành một cái hoạt động được duy trì thường xuyên, chứ đừng có để thành phong trào. Thì những cái nội dung mà đưa vào để tự soi tự sửa ấy là cũng phải gắn với những cái chức trách, nhiệm vụ, việc làm cụ thể của từng người cán bộ đảng viên và từng cái chi bộ. Có như vậy thì mới có thể đánh giá được một cách sát, đúng và trúng cái mục tiêu hướng tới của tự soi tự sửa. Không phải đến bây giờ mà kể từ khi thành lập tới nay, Đảng đã nhiều lần tự soi lại những sai lầm trong quá trình lãnh đạo để từ đó đề ra biện pháp khắc phục. Và việc Nghệ An tổ chức được sinh hoạt chính trị với chủ đề tự soi tự sửa trên tinh thần đảm bảo thực chất, hiệu quả ngày càng có ý nghĩa hơn trong thời điểm chúng ta đang tập trung triển khai thực hiện nghị quyết số 21 của Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Từ đó, nhằm xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân.